Pho của game thủ Dino. Vâng, solo pho. Một kèo đấu rất hay. Solo Phoenician. Đối với Sen Long thì tôi nghĩ anh sẽ đánh cung, còn riêng với Dino, trận này anh đánh chém trước và sau đó sẽ kẹp cung giờ sau. Như vậy nó sẽ là hay hơn, hạ gục Sen Long tốt hơn. Và chúng ta cùng chờ xem là Dino sẽ chọn cái bài gì. Dino đã bị chậm một dân so một chút xíu lúc đầu. Anh chỉ cho 4 thằng dân làm thực, thế nên là thực của anh dồn lên là hơi chậm. Trong đó pha lúc đó thì có lẽ là nên để thằng dân thứ 5 đi làm thực luôn và thằng dân thứ 6 đóng e. Nhưng anh thường có một cái quen tay, vẫn đẩy dân thứ 4 của AC đi đóng e. Thế nên bây giờ đánh cung giờ phô thì anh cũng đang làm điều đó. Và điều đó đã dẫn đến một hệ quả là anh đã chậm giờ dân so với quyết định khoảng tầm 10 giây. 10 giây trong game. Vâng, chỗ này có đôi sư tử, rất may cho Dino, nhưng là con pha giật lag ở trên màn hình. Thôi chết tôi rồi. Vâng, Dino lại đây, dân đi ăn hoàng, lại lẩy dân đi đánh lô rồi. Đánh solo random như thế này thì không cần quân đẹp, vâng, chỉ cần bài đẹp thôi. Bài đẹp thì hoàn toàn chơi kể cả quân xấu hơn, hoàn toàn chơi chết quân đẹp hơn luôn. Vâng, anh thấy toàn là sư tử, mà cái giống sư tử này thì có ăn được đâu. Đây một bài hiêu nữa. Đây sẽ là một bài đánh chém trước. Vâng, Dino đóng một cái head. Hình như anh đang quên mất là mình đang đánh ra solo random thì phải. Một chiếc S này đóng lệch ra một tí thì sẽ là một chiếc S nhân đôi, ăn cả vàng. Và sẽ đánh lạc đà trước thì nó sẽ là hay hơn. Bình thường nếu solo pho như thế này thì người cầm pho, người đánh cung giờ tốt hơn thì sẽ chơi thẳng cung. Còn bình thường thì các game thủ còn lại sẽ chơi bài đánh lạc đà kẹp với cả cung giờ. Như vậy nó sẽ là mắc binh hơn. Rất khỏe. Cái bài lạc đà kẹp cung giờ đó cực khỏe. Mà pho thì đánh cung giờ, đánh lạc đà trước và chuyển cung giờ sau thì rất là nhanh. Khi mà lượng gỗ của pho là nhiều, vẽ ruộng cũng như là có nhiều gỗ để đóng các nhà điều kiện. Dino đang chốt thêm một cái bet nữa. Đã có đến 4 cái bet. Vâng, 24 dân của Phoenician, Long của Sen Long. Và Sen Long dò 14%.
26 trên 28. Vâng, đóng BM. Nhà gì? Vâng, BL. Kích đời ở 11 phút 09. Hãy cùng soi timeline đi, xem Long đã đào vàng hay chưa. Vâng, Long không đào vàng. Như vậy là một bài mà 24 dân. Không biết là Long có cộng thêm dân không, khi mà lúc nãy là Dino soi tham là chỉ có 24 dân thôi. Và tôi nghĩ là bài này thì Long sẽ đánh cái bài hôn mã. Khả năng đánh hôn mã của Long là rất cao. Dân điền hoàng. Như vậy là 12 giờ rồi. Nhà Long ở 12 giờ. Anh đang đóng những cái ruộng cực kỳ ảo diệu. Vâng, lạc đà đã ra chưa? Đây rồi, đây là nhà của Long. Dâng 5 là nông dân lên và không biết anh sẽ làm cái gì đây. Đã có rất nhiều ruộng được đóng ở nhà của công thủ xe Long rồi. Hình như có bãi quả góc mé góc xa 9 giờ thì phải. Vâng, Long đánh thẳng cung rồi. Có cung tê. Đây rồi, bãi quả đây. Đóng bừa đi, ăn chỗ nào cũng được, không sao cả. Lạc đà đã tới. Cung giờ của xe Long cũng xin ra. Ơ kìa, con lạc đà lại chém BA. Ê, nó mới buồn cười. Long đã nâng được cái bánh xe, nâng được cái giáp cho cung giờ rồi thì phải. Khi mà lạc đà chém cung giờ mãi không chết. Trong khi đó thì con ngựa giò chuẩn bị nằm xuống rồi. Bốn con cung giờ của game thủ Sen Long. Nhà Sen Long chỉ có mỗi một cánh rừng dừa mà anh quyết định đánh thẳng cung. Anh quá bay chăng? Thế như vậy là khả năng là còn một cánh rừng nữa ở ngoài. Rất nhiều khả năng là như vậy. Con ngựa giò chết bây giờ. Chết mất ngựa giò rồi. Mất cái mặt kính chẳng tiền. Khả năng là Long vẫn còn bãi gỗ nữa ở ngoài. Rất nhiều khả năng là như vậy. Đây, vâng, bãi gỗ thứ hai của game thủ Sen Long đây. Và nhiều khả năng thì sau pha mất bãi gỗ này thì anh sẽ quit. Lọt được vào ruộng của Sen Long, nhưng mà Sen Long cũng đã có cung giờ ở đây. Bốn lạc đà được chảy thẳng vào cánh bãi ruộng của game thủ Sen Long. Anh vẫn đang vắt hai là nhà BL đều như vắt chanh. Vâng, cung giờ Sen Long đã tụ được khá đông rồi. Cần phải tụ lạc đà thêm. Nhà của Long chỉ có một cái cánh rừng thôi. Cần phải tìm cái cánh rừng khác. Vâng, cứ đi do quản rừng của Long thôi. Long sẽ không có rừng để mà làm. Kéo một cái đạo lạc đà này về nhà thủ nhà. Còn lại thì mang đi. Cứ công vào rừng thôi. Rừng nhà Long không có thì Long sẽ chơi cái gì? Chuyển cung A chăng? Nhưng mà anh không đào vàng. Long có đào vàng đâu mà anh nói chuyện. Bây giờ thì lại chơi vào bãi gỗ tiếp. Vâng, rất nhiều. Rất nhiều dân. Ở nhà anh đang có biến. Tôi vừa thấy một nhấp nháy ở nhà của game thủ Dinosaur. Vâng, lọt tơn vừa rồi nhà của Long thì Long cũng rất đau. Dino cũng vừa mất bãi vàng của mình. Đây là, vâng, rất nhiều cung giờ đi rỉa rói của game thủ Sen Long. Nâng bánh xe. Như vậy là Dino quyết định nâng bánh xe trước. Lượng lạc đà đi công nhà của anh đã bị game thủ Sen Long bắt gần hết rồi. Vâng, đã hết lạc đà. Rất nhọ. Long đang điều cung giờ của mình.
Vâng, không thể dọc đều như vậy là quýt. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 5 thôi. Tỷ số là 3-1 dành cho game thủ Sen Long ở kèo thi đấu random.